Mua chồng 50 triệu bảng chiêu mộ Casemiro. Sau khởi đầu mùa giải thảm họa, mua lên kế hoạch sớm vượt khó bằng lời đề nghị chuyển nhượng Casemiro với giá 50 triệu bảng. Mua trình diễn phong độ thảm họa khi bắt đầu mùa giải mới 2022-23 với hai thất bại liên tiếp trước các đối thủ khiêm tốn về sức mạnh Brighton và Brentford, nhận đến 6 bàn thua và xếp chót bảng Premier League. Tất cả các tuyến của Mua đều có vấn đề, trong đó các tiền vệ mà huấn luyện viên Erik ten Hag sử dụng đều không thể mang đến sự cân bằng cho đội. Để hy vọng sớm tìm thấy sự ổn định, các quan chức Mua đang lên kế hoạch gia cố hàng tiền vệ với Casemiro. Theo Telegraph đưa tin, Mua nhắm đến Casemiro và chuẩn bị đưa ra lời đề nghị chính thức đến Real Madrid. Câu lạc bộ đang giữ kỷ lục 20 lần vô địch bóng đá Anh sẵn sàng cho 50 triệu bảng, khoảng 60 triệu euro, để kéo tiền vệ người Brazil về sân Old Trafford. Mua từng mất nhiều tháng theo đuổi Frenkie de Jong nhưng chưa thành. Mục tiêu Adrian Rabiot từ Juventus hiện cũng bị đình trệ bởi các điều khoản cá nhân. Vì thế, bộ phận bóng đá của Mua tìm cách lôi kéo Casemiro với mức lương hấp dẫn, cao hơn thu nhập 11,099 triệu euro trước thuế mà anh đang nhận. Tuy nhiên, bất chấp hứa hẹn về tiền lương cao, Mua cũng khó giành được chữ ký của Casemiro, cầu thủ xuất sắc nhất siêu cúp châu Âu ở Helsinki, Phần Lan mới đây. Real Madrid không có kế hoạch bán ngôi sao người Brazil. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti coi anh là một phần cơ bản của đội, trong bối cảnh tân binh đắt giá Aurelien Tchouameni vẫn chưa hoàn toàn thích nghi. Hợp đồng của Casemiro với Real Madrid còn thời hạn đến 2025, cùng với điều khoản phá vỡ lên đến 500 triệu euro.